Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình chia sẻ với anh em về cái chủ đề đầu tư theo nhóm dành cho môi giới ít kinh nghiệm. Hiện tại có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn nhà môi giới đang hoạt động trên thị trường. Vì vậy, nếu hoạt động cá nhân, một nhà môi giới thường gặp khó khăn. Chính vì vậy, bằng nhiều cách khác nhau, các nhà môi giới thường hoạt động theo nhóm. Bạn đang làm việc với toàn bộ nhóm từ quan điểm của khách hàng thay vì chỉ một là một người đại diện. Không có bộ quy tắc hoặc quy trình cụ thể nào mà nhóm bất động sản phải tuân theo, nhưng ý tưởng chung lại là ý thức cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau để tất cả các bạn có thể thành công. Việc tạo lập hay gia nhập một đội nhóm môi giới bất động sản là điều tương đối phổ biến hiện nay. Thực tế, phần lớn nhà môi giới cũng thường tham gia vào các nhóm để hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc tham gia một đội nhóm môi giới bất động sản cũng có những mặt trái. Ưu điểm của việc tham gia vào một đội nhóm, thứ nhất là dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Bất động sản là một lĩnh vực không đơn giản. Sự thành công trên thị trường dựa nhiều vào các mối quan hệ. Việc có một nhóm môi giới sẽ giúp các bạn có thêm cơ hội để tìm kiếm khách hàng tiềm năng thay vì phải tự tìm. Điều này càng có ích hơn nếu bạn mới bước vào nghề. Bên cạnh đó, việc gia nhập một đội nhóm môi giới bất động sản cũng giúp thúc đẩy doanh thu và xây dựng tư duy kinh doanh cho những người mới. Ngoài ra, làm việc với những người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều từ thành công của họ, chẳng hạn như kinh nghiệm khi tư vấn, chốt hợp đồng, chăm sóc khách hàng. Một lợi thế khác khi tham gia vào một đội nhóm môi giới chính là việc bạn có thể tiết kiệm chi phí. Ai cũng biết, chi phí marketing trong lĩnh vực bất động sản là rất lớn. Vì vậy, việc một cá nhân có thể tự bỏ tiền ra để quảng cáo từ A đến Z không hề đơn giản và không phải ai cũng làm được. Do đó, việc gom tiền và cùng bán chung một dự án sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ các nguồn lực khác nhau, chẳng hạn như chi phí tạo nội dung, xây dựng thương hiệu, chia sẻ ý tưởng kinh doanh. Trong thời đại kỹ thuật số, bạn cũng có thể tạo ra nhiều tài liệu và lưu trữ chúng khi tham gia vào một đội nhóm. Mặt trái của việc làm theo nhóm là gì? Giống như tất cả các hình thức kinh doanh khác, làm việc theo nhóm môi giới cũng có những mặt trái. Bạn sẽ khó xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trong lĩnh vực bất động sản hơn nếu làm việc theo nhóm. Thương hiệu thường được sẽ công nhận dưới hình ảnh của trưởng nhóm, vì vậy bạn sẽ gặp khó trong việc được công nhận trên thị trường. Trong một nhóm, tất nhiên sẽ có nhiều cá tính khác nhau, do đó để hòa hợp tất cả mọi người là điều rất khó. Chắc chắn sẽ có những lúc xảy ra mâu thuẫn khi làm việc. Để giải quyết vấn đề này có lẽ không phải là điều đơn giản. Đặc biệt, bất động sản là lĩnh vực đặc thù với những khoản lợi nhuận lớn. Vì vậy, rủi ro có thể đến từ lòng tham của bất kỳ cá nhân nào ở trong nhóm. Khi đó, những mâu thuẫn nhỏ có thể biến thành những vấn đề lớn, thậm chí có thể dính đến pháp luật. Cuối cùng, làm việc theo nhóm tất nhiên cũng khiến lợi nhuận của bạn giảm xuống thay vì làm việc một mình. Thông thường, mức hoa hồng sẽ được chia dựa trên thỏa thuận của các nhân trong nhóm. Việc chia tỷ lệ hoa hồng này đôi khi cũng là một vấn đề khiến nhiều mâu thuẫn phát sinh. À, cảm ơn anh em đã lắng nghe cái bài viết này nhé. Cái bài viết này nó rất là hay luôn anh em ạ. Thì mình chia sẻ một số cái kinh nghiệm thực tế của mình nhé về cái đầu tư theo nhóm này dành cho những cái môi giới kinh nghiệm á. Thì đa số của các bạn là ai cũng muốn lợi nhuận cao cả và cái phần về của mình cũng cao cả ấy. Đa số là như vậy anh em nhé. Đấy, nhưng mà theo mình á, thì các bạn phải biết đó là cái kiến thức, cái kinh nghiệm, cái mối quan hệ của mình ấy, đang ở cái mức độ nào để các bạn dễ dàng ấy, làm việc với đội nhóm hơn. Chứ các bạn mới vào để đi học nghề ấy, mà các bạn muốn lợi nhuận cao như những cái người có kinh nghiệm rồi ấy, thì nghe có vẻ nó sai sai. Đấy, các bạn đi học nghề của người ta thôi mà. Cho nên các bạn phải bỏ qua cái vấn đề ăn chia công bằng nhé. Trước tiên thì các bạn hãy cố gắng học tập cái đã. Đấy, người ta chia sẻ cái gì thì các bạn cứ lắng nghe thôi, cứ làm thôi để có cái nghe cái đã. Thứ hai là khi mà các bạn làm việc nhóm á thì phải quy định rõ ràng từ ban đầu luôn, giấy trắng mực đen. Đó là bao nhiêu, người này bao nhiêu phần trăm, người kia bao nhiêu phần trăm và người này cần phải làm gì, làm việc gì, làm bao nhiêu. Ví dụ như là một ngày bạn phải đăng bao nhiêu tin, đó dẫn bao nhiêu khách hàng. Đó, nó rõ ràng như vậy các bạn, càng chi tiết càng rõ ràng thì nó hay hơn. Chứ không thôi là mâu thuẫn nhiều lắm các bạn, nhất là cái chuyện tiền bạc ấy.
khi mà các bạn rõ ràng ngay từ ban đầu rồi á thì rất rất là dễ để làm việc với nhau. Tại vì làm đội nhóm thì nó rất là hay các bạn, tại vì có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cái việc dẫn khách này, rồi đi khảo sát nhà này, rồi là trao đổi khách hàng lẫn nhau ấy. Tại vì là một mình ấy, thì không thể mà làm được nhiều việc hiệu quả cao như vậy đâu, thì có người hỗ trợ ấy, thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mỗi người có một góc nhìn, có một cách đánh giá khác nhau thì nó hay hơn đấy. Và cái quan trọng nhất đó, đó là khi các bạn đi cùng với những cái người có kinh nghiệm á, thì cái việc học kiến thức, cái trải nghiệm của các bạn sẽ là rất là nhân. Tại vì đi làm với những người có kinh nghiệm trước rồi á, thì họ chia sẻ những cái khó khăn, những cái cơ hội mà họ đã trải qua, thì cái đó thì không thể bỏ tiền ra mà mua được đâu các bạn. Các bạn phải tự trải nghiệm thôi. Cái nghề môi giới nó cũng có những cái khó khăn, thử thách, và cũng là có cái cơ hội rất là lớn để giúp các bạn làm giàu nhé. Cho nên các bạn phải cố gắng tìm hiểu cái nghề môi giới này. Đấy, bắt đầu từ khi các bạn có gì á, để mà gây dựng lên một cơ nghiệp lớn luôn. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Anh em mà muốn tìm hiểu về nghề môi giới á, thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại Facebook Zalo 0946 867 965. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.